luôn. Ô, ông ngoại đứng đó à. Chưa tới nhà nghe con. Trời ơi, dính lưới, dính lưới, dính lưới. Rất là nhiều. À, anh em qua xuống đây chia sẻ. Ơi ơi, ai đồ ăn của chú gì ơi, về tới nhà rồi, thất lạc mười mấy năm trời. Ơi ơi. Giờ anh phải đi theo của chị em. Bà Thư thì tất lạc ba mẹ, nói chung là không biết cha ruột của cháu Thư là ai luôn, chứ là bà ngoại cũng không biết, thậm chí mẹ ruột cũng không biết là cha là ai luôn. Nhưng hồi xưa thì cô chú chị mình nói gì cũng hiểu rồi nhé. Đây, cháu Thư về tới rồi. Thôi ơi, idol về tới nhà rồi bà con ơi. Ê, idol về tới nhà rồi. Idol. Ô, ông ngoại đứng đó à. Chưa tới nhà nghe con. Trời ơi, dính lưới. Rất là nhiều. À, anh em qua xuống đây chia sẻ. Ơi ơi, ai đồ ăn của chú gì ơi, về tới nhà rồi, thất lạc mười mấy năm trời. Ơi ơi, anh đang gặp án màn hình đó rồi. Hai ông cháu đi chung với nhau đó nha. Ngoại là do phòng ngoại. Lọt dũng với giải, lọt dũng vô. Ở đây cái sông đó rồi. Dũng dũng cái sông đâu. Sông sông. Lúc nữa là té cái sông luôn rồi. Chị ơi. Đi. Đây là anh Thư lần đầu tiên đặt chân về nhà ngoại nha. Tới nhà ngoại Thư ơi. Mấy năm mình mới về đó. Đó giờ có về đâu vậy? Thất lạc được mấy năm rồi. Thất lạc mấy năm rồi mới về mà. Thôi. Vô. Nhà ngoại đặt bông Thư. Vô. À, cái Thư còn hơi mệt. Không, bà ngoại đâu rồi, bà ngoại đâu. À, sử dụng thuốc mấy ngày hôm nay. Cháu đi. Ngoại đâu, ngoại đâu. Quá vui hả bạn ơi. Từ từ. Hả? Cho mắt. Cái cường, có cường đúng không? Ô, có cường nè. Đây cường thôi lớn rồi. Ôi, đang có tay thôi thôi. Cường nào. Rồi, chúng ta vô vệ sinh quay luôn nè. Vô đúng nha, nghe thưa ơi. Cường đó nè, cường nè. Cường ngoại. ngoại Bà ngoại mười mấy năm mới gặp cái Thư á ngoại. Mười mấy năm chứ đâu, nợ cho ngoại. Mới ôm được cái ngoại nhiều lần nữa phải không? Ôm được lần nữa đó. Mặt thân quen. Trước giờ
không có tìm được thư sao cô? Không, 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 mẹ nó tìm không được, tại mình ở nhà rồi, hỏi mẹ ra tìm được, mẹ nó ra giờ tìm không được. Dạ. Quá xa luôn, cái đoạn đường quá xa luôn mà. Từ đây mà ra lộ lớn không thấy xa quá. Dạ, xa chứ. Dạ. Mẹ nó hút cơm tụ. Mẹ ơi, nấu cháo chưa? Cậu có gì không có cháo. YouTube phẩm 3 mâm á ngoại ơi. Còn ngoại mừng, còn ngoại mừng vậy không? Bây giờ mừng dữ lắm rồi, cho nên là mình bây giờ hiện tại giờ cũng sắp được nhiêu đó. Trời ơi. Còn 2 ngàn á ngoại. Dạ. Cô ơi, YouTube nó chứ nãy đi theo có mua bánh theo nhóc chân này. Bây giờ tới 2 đầu nó tét rồi. Mới tới cái đầu ăn rồi. Mới bụng rồi ngoại ơi. Nhận cháo lên ngoại ơi. Vui quá ngoại, vui quá nhận được cháo. Con chạy tính ra trên 200 cây số không? Trên 200 cây số không? Anh em. Xa lắm. 200 cây hả? 200 cây. Trên 200 cây số. Trên 100 cây à? Ừ hả? Ừ, xa lắm. Xa rồi. Thấy vô. Ngoại mừng. Quá mừng ngoại con. Mười mấy năm mới gặp các bạn. Tối nay thêm mình ngủ luôn là vẫn được. Ngủ luôn phải tức chứ. Dọc trong ngoại mình dữ lắm rồi, tại thời gian là cũng như là mình cũng có bị cái đoạn tình trạng mà bị buôn bán vậy mà không có tình trạng bán gì cho ngoại nha. Người ta quýnh đành, mình hành hạ mình này kia thì có thật. Mà nhưng mà gặp cho ngoại tình trạng nó khổ của mình rồi, bây giờ cứ rất là thương cho ngoại nhiều lắm. Bởi vì không cha không mẹ ở với cậu ruột với mẹ dâu mà đứng ra bán mình chỉ có 90 ngàn, có 90 ngàn tiền hồi đó đó. Ngày xưa là cho mà cho lại 90 ngàn hả cô? Đứng ra bán cái hộ là cho. Dạ. Bán tôi nè. Chứ không có là nói cho. Cô bán mà. Người ta bán ông cậu ruột á đi bán mình là có 90 ngàn. Dạ. Rồi có về thì anh mình quá trời mình trốn rồi mà. Bán là 2 ba lần vậy đó. Bán cô hả? Bán luôn rồi, bây giờ thương cho ngoại thương dữ lắm. Ừ, ngoại nhà được mấy phòng ngoại? Ba phòng hả? Ờ, tôi không có nhiều. Tối nay mấy anh em con định ngủ nhờ lại đây đi với cô. Dạ được không cô? Rất là vui luôn. Mà con nghĩ là mấy anh em YouTube người đông quá gì thì sao ngủ hết luôn. Tại tại có ngủ được rồi. Dạ, tại vì đây ra mặt kiếm nhà trọ tới mấy chục mấy. Ông ngoại đâu bà ngoại? Hả? Giọng ngoại đâu? Mời ngoại xuống rồi anh em ơi. Lên kêu ngoại lên. Chào bà con, kêu ngoại đang còn dưới rồi. Quên chào. Nguyên chàng à, bà con bà ngoại mấy người con ngoại thư mẹ của thư là thứ mấy thứ gia đình vậy cô? Thứ tám Ngọc Quyền thứ tám ngoại tới 11 đó con. Mẹ thư là tên tên Quyền. Ngọc Quyền. Dạ. Rồi em có ở nhà chung đây với cô với chú không? Mọi lần thì ở cũng như là tầng thư có đúc vàng chưa? tội nghiệp mà cứ nhìn tới là thấy là tội nghiệp. Tội nghiệp mà cái tóc mà cái áo con áo thành hình đó mà nó cái nước mắt từ lào nó ướt cái áo đó. Dạ. Để ngày đó ngồi đó rớt rớt mắt ra ngoài. Rồi chúng mới kêu qua thì nó nặng nhỏ gì thì thứ 11 qua đi dưới về đó. Dạ. Kêu không không mẹ ơi coi nè cậu cậu hai này tội nghiệp đó. Kêu vợ nó bà con nè hai nó tội nghiệp mà nó khổ vô dữ cho mấy. Dạ. Nó vậy là nước mắt nó hoài vừa sớm ngoài ngoại tôi tiếp tục cái xăng vậy. Ra ngoài đây rồi tôi nói tới nó ảnh bắt thương rất quá trời cái mấy người xã đó trời ơi ông bình tĩnh đang làm vậy nó vậy cái cảm xúc động là cái cảm giác xúc động mình không kìm được không kìm được khóc cây tôi lấy nữa cái nào tôi nói chuyện nó không được ai bởi nhạc chuyện nó tính hậu quả cái tôi chạy ra ngoài là trước nhận nhận như nhận cái chạy là trước tôi đứng đó. Còn cái mấy chú làm cái tranh rồi xong cái kêu tôi mới lấy như vậy. Mà là ngoài này kia là bà Loan bà có đến đó có chích lục nhưng mà có người báo là nói là bà đến mà bà không đúng cái tên của người mẹ đó nên tao chích lục cho bà. À, với lại con nghe nói là ông ngoại rất là ức chế cái chuyện mà có một chi tiết là bà Loan bà có kể đó rằng là ông ngoại đe không nhận cháo lúc nhỏ đó rồi đem ra chỗ đầu cầu đó rồi để đó cho kiến nó bu đó có không ông ngoại?
đây để cho kể ra hết là cái sự tích này của mẹ nó có bầu tôi cũng không biết nữa. Lúc đó tôi nghèo, tôi nói là cái xã Thiên Hiệp này là nói gia đình tôi nghèo mà nghèo về đứng hạng hai đó, là cái xã này trong cái xã này không ai dám đứng hạng một. Dữ vậy ta, nghèo quá rồi, quá dữ vậy. Cái nhà tôi kẹt cái dắt là không có luôn, chỉ có cái ở trên này nè là nhà nước cho cái nhà mà gì đó là 167 hay gì đó, cái nhà tôn cột đúc ở đó mà tôn mà mình dựng dách lá mà là ở cho ta nó một banh nó cho rồi mà cũng vẫn ở đây. Rồi tôi thì tôi đi mặn ngoài Đồng Nai tôi cạo mũi xuống đó, cái ra ngoài tôi mặn thì lúc đó mang 11 đứa con mà, rồi có một tôi làm bả thì dưới đất ở dưới con nhỏ đó, cái tôi đi ngoài tôi cạo mũi xuống, cái tôi mới nghe nói ví dụ mà nhỏ gái nè nó đẻ cái tôi còn hiện gì tôi chửi lắm, chửi giận nè hôm nay rồi nó đẻ giờ nó ở đâu nó la là tôi cũng không biết nữa. Nó vậy thôi, cái tôi la thôi vậy để tôi về, cái kiếm không gặp, thì tôi phải trả mãi tôi cạo mũi nó. Bây giờ mướn một ngày là một riêng mình cạo quá là một ngày như vậy là 300 ngàn, mà mình không cạo phải đóng 300, mà mình cạo phải đóng 300. Rồi đâu chịu nổi đâu, những người bỏ mình không cạo thì mình mất cái sở người ta vô thì mình không có chỗ mình làm, cái tình cảm mãi ở mãi sao nghe đúng nó vậy, mình vậy chẳng gì kiếm lại tôi hỏi nó không chạy, tôi cứ đi kiếm mà tôi miễn hỏi thăm ta thì cái theo đẳng cũng như bà nói ở trời dính người ở tùm lum đất nước cha thì đâu biết đâu đâu tiện đó, như họ ba lên mà trên ấy nào bà nói bà ở lòng tôi mới tích, tôi nói là những lông mà phải bà nói ở cái nào á, cái gì nào á là tôi biết liền, mà bà không nói đó, nó mới đọc cho chỗ đó cái bà hồ bà ở bên tre, có bà hồ bà ở bên tre nữa, trọng kỹ nhất. Rồi bà mới có hút mà bà nói là bây giờ mẹ cha đứa nhỏ này thì bà không biết à, mà bà biết ông ngoại bà ngoại đó, mà bà nói để nó chạy dừng đó. Mà thực tế là ở đây mà phải bả nói thì giờ ở Vĩnh Long này chỗ nào đó thì bả ở đó bắt đó cái vậy thôi, tôi nói vậy thôi tôi bỏ, mà tôi coi thì có bà tôi đâu chịu nổi đâu. Cái vậy là cái chi tiết mà ông ngoại sách thư ra chỗ cầu để đó là không có hả? À, bởi vậy tôi mới kể rồi đi, rồi tôi mới nói vụ đó đó, cái như vậy là tôi mới đi về kiếm được rồi tôi mới bỏ đi. Bả mới kể vụ mà nhà này chỗ này chỗ kia lý do là hồi chiều này nào tôi mới coi là cái nữa là bà mới nói là hồi đó là con Ngọc Quyền á, cái chân con đó là con nhỏ này nè, là nó đem vô nhà tôi thì chắc là tôi bỏ ngoài sân à, rồi cái nó chắc đi vô tôi nên bỏ ngoài sân, mà thực tế là tôi không có ở nhà trước này đâu, tôi ở ngoài Đồng Nai. Ba giờ không tin xác nhận, nếu xác nhận là ba giờ tôi chỉ cho để mình đi thì cái chuyện mình đi ngoài thì hầu hẹn trước ấy rồi kia mình nói không, không có này bạn bè mà bạn ở người lớn trước rồi bắt đầu tới mùa cạo mũ thì gồm lại cạo mũ gì đó rồi người lắng luôn luôn ra là cạo, rồi tới mùa lụng hộp đều á thì mình mướn họ mướn thì mình đi mất thì đâu có vậy, mà quanh năm suốt tháng thì đâu có ở nhà đâu đó, vậy mà tôi vậy tôi mới yêu cầu bây giờ cách sao mà tôi gặp để ba mặt một lời tôi với bà, mà tôi hỏi lý do là hồi lúc bà con nhỏ này sanh ha bà ở đâu đó? Ngày mai á, ngày mai là có thể là hẹn bà ủy ban xã đó, rồi ông ngoại ra đó hỏi bà à, thì gọi vậy tôi nói là bây giờ phải cho tôi biết là bà giàu cái nào là gặp lại rồi tôi mới hỏi bà, mà giờ lúc đó bữa được cái lúc đó bà ở đâu ha, rồi bà thấy cái chắc nhỏ một quyền mà đem con vô nhà mà tôi sách tôi bỏ cả xanh đó, là lúc đó là bà ở đâu, rồi tôi đinh mấy lần rồi mấy cái đó cái đó đó, rồi cái đầu bây giờ tôi cho địa chỉ ra tự đó ra hỏi mấy người đó thử, hồi lúc đó thời gian khoảng là 100 năm đó là tôi có về nhà ở nhà hay là tôi sách đi ra không, là tôi ở ngoài cái mũi luôn xuống thì tôi còn chỉ vậy thôi. Cái chi tiết là bà nói là ông ngoại là sách thư để mày trong kiến bù lòng có ha. À, không có biết cái sách nó đẻ nó đây gọi nó nhỏ nó kêu tôi không biết, mà tôi về tôi hỏi điều tra nó là tôi muốn biết cái lần đẻ tôi đem về tôi không, bởi vì con nhỏ thứ ba của tôi á là nó cũng sanh đứa con rồi đó, nó tính nó cho cái tôi thôi thôi
cũng không có cho. Bây giờ nuôi chẳng đã tao nuôi con tao mười mấy đứa được được mà đứa cháu tao không được. Trời ơi, con của ông ngoại là mười mấy đứa luôn hả? Được đó. Dữ vậy, đội banh vậy đó hả? Mà hồi đó có mê đó banh mà đẻ dữ vậy. Đó là để là bên con tôi thì đậu lòng xanh trai, xanh gái, là để con trai hại bên nội thì trai này đậu xanh da gái mà. Đó, cái đầu xanh cũng xanh da gái, xanh tôi nói xanh được nặng con trai nữa là hai thằng là tôi nghĩ xanh, không có cho xanh nữa. Cũng có nhà đẻ con gái không, để dọc chín đứa con gái. Thằng trai đầu chín đứa con gái. Đó, chín đứa con gái. Trời. Chín đứa con gái rồi xong cái đầu đẻ thằng nhỏ nào bây giờ đó là nhỏ ở nhà nè. Bây giờ thì nó có đôi bạn trên mà nhờ. Mà bây giờ nhờ vậy nó đẻ vậy mà nhờ tôi bệnh đợt này rồi nhờ mấy đứa con gái không nó lo cho nó lo xong. Chứ đợt đó mà đẻ con trai không là đã luôn rồi đó. Ừ. Thằng nó bóng luôn. Mà đổ bóng thì đâu có chừng tôi chết luôn. Nó lo cho vợ con nó không à. Dạ đúng rồi. Nó đầu thì chết. Nó rồi chú bây giờ. Vậy là tính ra hồi đó là ở ngoài kiếm trai là sai lầm đó. Thì bởi vậy. Ông có tính mình mà tính ra coi sao này vợ tôi dùng tôi có con dâu. Dâu đó là nó sanh con đứa con. Nó không là không cho sanh đó. Cái tôi tôi về lại xuống tôi nói nhà xuống này nó bận. Cái tôi nói hai chồng mèo lại tao biểu quậy. Là cha có nói gì cha? Là thôi giờ bay có một đứa con nè. Thì thôi giờ có một nó đồng nghiệp. Bay sanh thêm đứa nữa đi. Cho nó có anh có em. Dạ. Yeah. Cái thôi trời đứa con luôn không nổi nhưng mà sanh nữa sao cũng nổi. Nó cái tụi mình ông bị chồng nó mình đâu nó nói ép gì đó đâu cái là bay tính đi. Tao nhẹ bay á. Là sanh tao mười mấy đứa mà tao chẳng luôn nổi làm sao quay mấy sanh nó đứa nó là trà khác còn khác hai như vậy không hết nói rồi là tới giờ nó chỉ có đứa hạng trai rồi giờ nó cứ dâu bò xanh con dâu nó vợ đẻ cũng có đứa con rồi nó đẻ nữa rồi giờ mình cũng đâu dám nói nó không có luôn rồi ông ngoại rồi nói thì nói nó nói của bao rồi sao mà tôi cháu ngoại gái thì lắm à đứa gái nào cũng sanh là bao đứa hai ba đứa không à vỗ vãi về nhà luôn á. Trời ơi, cái Tết nó gì à, thôi. Phải con tôi mà nó gì à, như con người ta thì cũng đỡ nó gì à. Ví dụ giờ nó gì à, là Tết nó gì à, mà gì à, cái mấy chặt cái gì à, là cái hàng mà đứa. Nó mà gì à, cái lên chặt. Ăn Tết dài dài luôn nha. À, ăn Tết dài dài. Đợt nha ngoài ha. Mà nó, tụi nghiệp nó là động bên tầm đó, ta giàu, mình thì nghèo. Mà nó về đây rồi, lúc đó đâu có chỗ đâu, mình cứ ngồi xong nè. Mà bên tầm nó cũng thấy ổ khoái gì đó chờ. Nó tình trạng đó tôi ra tôi gọi vậy rồi nhờ ở chỗ đó ông nhờ ở đó trên này là dạ chắc. Rồi thế cảm ơn ông ngoại rất là nhiều đã trả lời tụi con cũng đang rất là thắc mắc từ đi bên kia giờ nó là lo nó ngoại sách thư để ra ngoài cổng á thôi bây giờ mình ra ngoài cho ngoài gặp mấy đứa cháu cho nó vui nha để giải tỏa thắc mắc này con cảm ơn của em hiện tại là mong mỏi gì em mong mỏi của em là mong mỏi hiện tại là mong được làm như thế nào đây em mong là như tất cả anh chị mạnh thường quân là anh chị cộng đồng em chia sẻ cho em chia sẻ cho gia đình của cường như bé thư có thể các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình cường dân cùng em vậy tình thương có thể tìm ra một cái luật sư nào đó có thể tín nhiệm để giúp đỡ cho cường tránh cái án nhưng mà em ngẹn quá khóc xúc động không biết sắp tới cường sẽ đối diện như thế nào. Bé thư thì em đón về được rồi nhưng mà thời gian sắp tới cái anh chiều kêu cho bé cường thì nó đau xót quá không biết sắp tới bé cường sẽ gánh cái tội gì trước đây nghe tới con trẻ đứa thì đi tù đứa thì ở ngoài nghe chuyện nhà giò em nghe em xót em nghẹn em nói không được. Chỉ mong bây giờ là thật sự là chia sẻ ra rộng để em tìm một cái luật sư nào đó giúp đỡ cho em cường qua cái giai đoạn như là giảm án cũng được nhưng cho nhẹ đi cái mức án này mà án treo cũng được để tội nghiệp con trẻ quá. Rồi cái chi phí mà để tìm luật sư đó gia đình mình có chưa hay là chỉ mong là mọi người giúp đỡ? Em đã xuống tận gia đình của anh của bên cường là luật sư gia đình cường thì không có khả năng còn hiện tại thì em đi làm ngày nào thì sau ngày nay với lại ba mẹ em cũng già em chưa có khả năng để chi trả thì em nhờ cái cộng đồng mạng và các ông mạnh thường quân chia sẻ để giúp đỡ cho mình cho bọn trẻ qua cái giai đoạn này như vậy là nhờ là hỗ trợ một dạ. Cái phần luật sư đó đúng không? Dạ vâng.
nói chung là sắp trong thời gian sắp tới thì sẽ không biết Cường sẽ trả giá như thế nào thì chưa biết được. Gia đình của em là mong mỏi là tìm một luật sư giỏi để tìm coi như là càng nhẹ thì càng tốt. Còn cái mong mỏi riêng cá nhân góc độ của em á, thì mong Cường là không bị gì hết, chỉ bị giống như là hành chính hay cảnh cáo gì đó thôi là được, đúng không? Dạ. Thì cũng rằng là mong rằng là những người hiểu biết pháp luật hay hoặc có những luật sư mà tư vấn giỏi đó thì có thể là liên hệ với gia đình để coi như là có một cái hướng đi nó tốt cho em Cường và em Thư. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng ta không biết là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Còn về góc độ ở chỗ bà Loan em, còn góc độ chỗ bà Loan đó, những cái điều mà bà chia sẻ trên những video đó là có thật hay là không nha? Thì nhiều, có nhiều cái em nghe chị Loan cũng có chia sẻ, và nhiều cái những cái câu chuyện em chưa được nghe. Nhưng mà em đính chính lại những cái câu mà em nghe chị Loan đã chia sẻ qua, là thứ nhất là cho bé qua nhiều không gian là không hề, cái thứ hai nữa là ba em đem bút ra dạ cầu là không có. Tại vì thực sự lúc em cho bé thì ba em không có ở quê, ba em đi làm ở xa. Em lén gia đình đi, lúc đó mẹ em cũng có hỏi là đi đâu, thì em cãi nhau bất đồng với mẹ, xong em đi ra thuê nhà ở, thời gian em đi về không có bí thư mang về, thì mẹ hỏi con bé đâu. Thì em mới giấu với mẹ em, nói là em không có khả năng, em nuôi em đem về cho bà nội nó nuôi rồi, cho ba nó nuôi rồi, cha mẹ em không hề biết. Rồi thời gian em đi về em có nghe là chị em nói là cha đi kiếm bé Thư là con heo lùn, con bé này hồi xưa ở nhà kêu nó heo lùn thôi, mà kêu nó bé Thư á. Thì kiếm heo lùn mà kiếm mãi cha không thấy, cho kêu bà về cho cạo đầu bà kìa. Em mới nói là em lựa cha là em đem nó, em về em đưa cho ba nó rồi. Đó tới thời điểm này, tới lúc mà YouTube bùng lên, ba em mới biết là con bé Thư là em đưa cho bà Loan. Những gì bà Loan chia sẻ trên thông gian mạng đó là sai đúng không? Dạ vâng. Em còn 99% luôn là những chuyện đó chị Loan nói chưa từng có. Em ơi, cho anh hỏi dù cái giấy cây xanh của cháu á, là em nói em xanh, cháu xanh là 2009 nè. Vâng, em xanh cháu nó 2009. Mà như cái giấy cây xanh thì ông ngoại trích lục thì nó 2012, thì bé Thư mới 12 tuổi à. Thì em cũng vậy đó, tỏ như này này luôn. Lúc em xanh bé thì em đưa bé thì bé không có giấy tờ gì hết. Cái thứ hai nữa là em đi nhiều năm rồi, về mới gặp chị Loan. Chị Loan kêu em là ký giấy để làm giấy tờ cho em bé nhập học, để nữa sau này em bé nhập học. Thật sự em ký giấy, nhưng mà em cũng ký giấy, nhưng mà không nghĩ là cái giấy nó sẽ là nằm vào 2012, không nghĩ tình trạng đó. Nhưng mà em là người mang nặng con em đẻ ra mà em không biết được nó sinh ngày nào sao được. Đặc điểm trên cơ thể nó ngày lớn em không thể nhận dạng ra được, em không nhớ từng chi tiết thiệt. Nhưng mà tháng năm của con em sinh thì em phải nhớ rõ. Em khẳng định là Thư là chắc chắn là 2009 đúng không? Em khẳng định là con em sinh năm nay. Nhưng mà do bà Loan trong thời gian em đi làm xa đó thì có... Tại vì em đi làm nhiều năm rồi, chị Loan mới kêu là em phải về ký giấy. Ký giấy. Thì lúc đó là cho nên mình làm khai sanh trễ, dạ, đúng không? Nên có bây giờ chích lục là cái thời gian đó là, dạ, nó vâng, trên lệch nhau mấy năm trời. Dạ vâng. Đúng không? Như em thời điểm cũng vậy, hiện tại thì em sinh năm 1994, nhưng mà ba mẹ em làm cho em là 1995. Đó có thể giấu tuổi đi. Cứ nghĩ là mình ký cái giấy tờ đó cho mình đi, cho con mình đi học thôi, chứ không nghĩ là em không nghĩ gì hết. Không nghĩ là cái năm sanh đó, nhưng mà nó lọt vào cái khung bây giờ là rất là phức tạp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thắc mắc một điều là cho dù là bây giờ bé Thư nó có mang ở trong cái giấy khai sinh làm sinh năm 2012, nhưng mà tại sao chị Loan lại có cái chị Loan đi làm được cho bé Thư là cái giấy căn cước sinh năm 2005 để dùng cái giấy đó làm mục đích gì? À, vậy là còn một cái giấy căn vậy cước là bé Thư mà. Còn một cái tờ một giấy cái tờ giấy căn cước làm sinh vào ngày mấy năm, còn chị Loan thì nói thì nó bé Thư thì chưa có làm cái căn cước thì mới 12 tuổi. Bao nhiêu ngày tháng Thư nào của 2005? Thư ơi, cái chú hỏi là mẹ nuôi của con là có làm dẫn con đi làm cái chứng minh nè. Thì con cũng đi về, thì có cái gì kia tự xin mình dùng của con, cầm nguyên một sắp giấy với con, không biết giấy là giấy gì cho con chưa có từng nhìn thấy. Thì dẫn con đi về dưới thì vô xã Chiêu Sơn với bạn viết tờ giấy căn cước. Thì con chỉ có cái nhiệm vô là đăng tay, tên tuổi, rồi chụp hình thôi, chứ con không có cái giấy đó. Thì sau một tháng con lấy giấy xong rồi con về con ở với mẹ. Ở Thư ơi, Thư cho chú hỏi là con có trực tiếp thấy con cầm được cái giấy căn cước đó chưa? Dạ có. Con cầm được tờ giấy căn cước đó luôn à? Mà tại sao mà làm tại trời Vinh là cũng không hiểu.
gốc ở Vĩnh Long, gốc ở Vĩnh Long, ở Trà Vinh, ở Trà Ôn mà thưa anh, Trà Vinh là không có. Ừ, chích lục ở Trà Vinh không có luôn. Bởi nó có đi tìm ra là cái vấn đề mà em hỏi chị Loan, tại sao chị Loan đi thưa tới Cường là cầm cái giấy 2012 để quyết định thưa Cường cho em nó có cái mức án 7 năm, nhưng mà trong khi đó chị Loan lại làm cho bé Tư thêm một cái giấy chứng căn cước là 2005. Chị Loan làm về cái mục đích gì, em muốn hỏi là vấn đề chị Loan làm về mục đích gì mà tại sao đi làm hai cái nó trớ treo như vậy. Bé Tư, chú cho chú hỏi con là cái căn cước hiện tại đó giờ ở đâu? Mẹ nuôi dưỡng thôi. Theo chị Lo chia sẻ thì cái khai sinh thì năm 2012 thôi, không bao giờ làm giấy căn cước được. Dạ vâng, thì bởi vậy hiện tại bé cũng nói với em là hôm qua là trước khi chuẩn bị sáng hôm nay xuất viện ha, thì bé có nói với con với em là mẹ ơi lấy cái căn cước cho con mẹ Loan giữ. Em mới nói là ủa con chưa có căn cước mà. Cái tối lại mẹ kêu là mẹ về mẹ dắt con đi làm căn cước đi, căn cước của con mẹ Loan giữ rồi. Khi em mới hỏi là con chưa có căn cước sao làm căn cước rồi mà giữ là sao, nó nói là con có một cái căn cước mẹ Loan dắt con đi làm là 2005 đó. Cường cho chú hỏi nè, con ở với bé Thư sống chung với Thư từ ngày mà con có thấy được giấy căn cước đó chưa? Lúc đầu thì con thấy con là bé Thư có điện quay cho con ghi hình lại hả? Không, chỉ là đang chết video là dơ lên con gọi thấy hình video cho con phải không? Là con cũng có thấy là cái giấy căn cứ đó rồi. Dạ. Con không thấy rõ thôi, chỉ thấy là tháng 9 này năm. Cho nên là con mới tin tưởng là Thư là 18 đó đúng không? Từ đầu đến cuối là con cứ tin tưởng Thư là vào dịp đó đó. Tại vì dựa theo cái khung thời gian là 2005 là chắc chắn là 18 tuổi rồi. Mà cái sinh tích lực ra thì có 2012. Nhưng mà hai đứa này về bên Trà Vinh chích lục không có. Đúng ra là làm bên Trà Vinh, về Trà Vinh chích lục có mà sao sao về Trà Vinh. Quen gốc tại Vĩnh Long rồi sao đây làm chứng minh Trà Vinh. Chớ treo. Một cái câu hỏi nữa. Chớ treo có ba mặt. Nếu cái chứng minh đó là có thật thì bà Loan này có phải là làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước không? Nó phải cần. Nếu mà chích lục không có là cái công chuyện nó còn sai. Cái chuyện này quá gắt rồi. Còn cái mong ước bây giờ hiện tại của con là sẽ là cái gì vậy Thư? Cái đầu hôm qua con nói á là con nhanh cho mẹ coi cái đầu của con vì bị mẹ Loan hớt tóc gì đó. Thì bây giờ con nói là về tới nhà là con cho coi, thì bây giờ con mới có gì đâu con mới đâu con rồi sao vậy không có cái gì để ngại sổ ra đi. Dạ, nếu mà coi thì giờ một là có tóc con là con mất, còn hai là con sống là tóc con. Thôi. Không còn gì đi. Em cũng không nên là giật cho nha. Ngoài em không có giật coi, nhưng mà hôm qua này bé Tư nói với em là về em thấy bé đầu có nồi à, em mới hỏi sao con không cột lên bé Tư. Nó nói là mẹ Loan cắt tóc con, cắt phân địa dài qua đây nè, mẹ Loan nắm mẹ Loan hết rồi còn cái đầu nhỏ ở trên đường. Trời ơi, vậy nó cái cảm thấy nó không có tóc nên nó tự kỷ nên nó không dám xả cái đầu xuống. Không sao đâu con, tóc từ từ nó ra dài lại mà con. Rồi nó mới nói là mẹ về đi con cho mẹ coi, chứ vợ đây con trong bệnh viện con cho mẹ coi. Trời đất ơi. Thôi em cắt tóc chỉ muốn là con em nó để cho mọi người cũng thấy là bà Loan vậy, nhưng mà con em nó nói vậy em không dám. Đúng rồi, con thì tôn trọng những quyết định của con cưng đi. Thì nó nói em mới biết, nó nói là mẹ Loan hớt, nó sợ nó, tại tóc nó dài lắm. Giờ nó không dám xả tóc xuống, nó cứ cột, mặc dù cái đầu nó rất cực kỳ gõ mà, nó cũng không dám xả. Nó xả xuống, nó thấy nó sợ nó tự sao mà cắt tóc con, có thể con chia sẻ cho mấy chú ở đây nghe được không con? Con, lúc nào là tự cắt hết. À. Con thấy nó dài rồi đó, tóc con già tới nửa luôn á. Tóc con dài lắm, rồi con hớt lên, con hớt tới chút xíu à. Rồi cái mẹ nuôi con không cho con hớt. Nếu mà nó con á, nếu mà mẹ hớt á, mẹ hớt chọc luôn đi, mẹ hớt. Nếu mà nó hớt chọc thì đừng có hớt. Tại vì con thấy nó dài quá, con hàm là con cắt con cũng khúc cái dây à. Cái mẹ cắt tóc con á, mẹ nó ngắn hơn lỗ tai luôn, có gì nè. Còn đầu con nói chung là
con không có chuyện nói ra, con như là người tự kỷ vậy. Cái đó là tác động của mẹ nuôi luôn hay gì? Cái đó mẹ nuôi con tác động không? Tác động luôn hay gì? Ở, có nghĩa là ở trên mái tóc con là cái chỗ mà con nói không được đó, đó là mẹ nuôi tác động con luôn hay gì? Con có thể chia sẻ Cường có thấy đó không Cường? Thôi, thôi bỏ đi con, bỏ con lên đi. Không nhất thôi. Cái mong ước của Cường hiện tại là tới thời điểm này là mong ước gì con? Con mong ước gì hiện tại tới thời điểm này? Con nói đi, con nói đi con. Con nói đi con. Sao thì con nói gì? Con cứ nói đi, con có ngẫm nghĩ sao thì con nói. Cứ suy nghĩ cái gì mình nói vậy đó. Mình nói sao? Con không biết nói gì. Đó. Có cái mong ước của con, cái mong ước của con hiện giờ con, cái điều mà con trông chờ nhất, con mong ước nhất là điều gì sẽ đến với con? À, con mong ước là người ta sẽ xử lại cho con mà nãy lên vợ con. Trời ơi, tội nghiệp con của chú. Giở tay vợ lên cho đó. Người thương thôi chưa có vợ chứ. À đúng là người thương. Bạn, mình nói với vợ là mình sai. Hai đứa con chưa có đủ tuổi. Con muốn là chỉ là cơ quan pháp luật xem xét lại cái bản án của con, xem xét lại rồi bắt đầu là mình sẽ phúc thẩm lại để coi như là xem xét lại, nếu mà dơ cao đánh khẽ được thì tốt, đúng không? Chứ còn cái thời điểm này thì con cũng không biết phía trước con ngày mai nó sẽ đối diện với cái gì, đúng không? Nãy có lúc mà con đi lên xã, con xin ở xã là con đi khỏi địa phương qua nhà của bé Thư nè, thì con có nói với chú là con nói là xã không biết hả, không biết họ có quản lý xã là kiểu như là chỉ biết là khúc đầu hai đứa con lên lại khai là lên tổng không, là từ đầu đến xã không biết gì hết. Mong ước bây giờ là chỉ như vậy thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà như vậy thì cũng phải là cũng có chi phí để nhờ luật sư tư vấn, thì cái điều đó thì nếu mà trong thời điểm này gia đình con thì chú biết rằng đó là rất là khó khăn. Thì như vậy thì con liệu như thế nào? Nhà con có đất đai tài sản gì không? Dạ không. Con mong là cô chú, con chị trên cộng đồng mạng nếu coi được cái này giúp đỡ cho con, để cho con được ở ngoài nói với vợ con. Bởi cái sai lầm của con là ở chỗ là con tin rằng là Thư là có giấy chứng minh 205 nên con nghĩ là đủ tuổi rồi. Dạ. Nếu mà con biết nha, nếu mà chú hỏi là nếu mà con biết là Thư không đủ tuổi như vậy con có yêu không? Dạ, mới đầu thì con cũng có suy nghĩ tới vụ là đủ tuổi không đủ tuổi nữa. À. Thì là hợp với nhau, thương nhau thôi, nhưng mà không có suy nghĩ tới cái khoản đó. Tới rồi cái sự việc xảy ra rồi là con mới phát hiện là Thư chưa có đủ tuổi phải không? Dạ. Ở lúc mà ra là nói Hư là 12 tuổi, con cũng Hư là cứ hay là nói không phải là con cũng tin luôn. À, con cũng là cho lại luôn, là đi tới đâu là đi đó. À. Bà ngoại sau khi mười mấy năm là lạc cháu như vậy thì khi này cháu về bà ngoại vui ngoại? Rất là mừng. À, rất là mừng luôn nha. À, rất là mừng. Giờ gặp nhau trong cái hoàn cảnh nên thật sự nó hết sức là éo le. Người ta thất lạc con cháu, người ta tìm lại thì gặp nhau là vui, nhưng mà cái trong cái niềm vui đó có cái sự lo lắng rất là lớn. Và phía trước ngày mai cháu của mình về hai đứa, rồi trong một đứa đang gặp một cái nạn rất là lớn, không biết thời gian sắp tới sẽ gặp những cái gì. Mà bà ngoại nếu bà ngoại mong ước bây giờ, bà ngoại sẽ mong ước cái gì bà ngoại? Mong ước là như hai đứa cháu là gần gũi nhau, lo cho tương lai ngày sau thôi, chứ giờ cũng yeah. Không mong ước cái gì hết. Mong là hai đứa nó ở nó yêu thương nhau, rồi tới chừng mà đủ tuổi mình sẽ làm đám cưới cho mấy đứa nhỏ hay ngoại. Dạ. Thì nếu mà mong ước chỗ cái vấn đề pháp luật thì ngoại sẽ mong sao? Thì mong cho cháu Cường là pháp luật giải tỏa chung cho con cháu là ở ngoài thôi, chứ đừng có bắt tội con cháu là vì nó còn nhỏ quá, hai đứa nhỏ này tự hiến, chứ không phải là Cường bắt buộc. Nói chung hai đứa tự nguyện. Tự nguyện. Dạ. Tự hiến ra cứ không? Dạ, hôm nay nàng sủng ái ta sủng ái nàng đúng không? Tự hiến thân. Hiến thân. Không phải đẹp dung môn, nói chung là tự nguyện, tự nguyện. Tự nguyện. Cái nhiều khi cái câu nói của ngoại là sau này thành một cái trend á. Em có thể là hiến cho anh được không? Hiến em là được. Ok. Bánh mì đánh lử. Đánh lại cái bánh mì. Để lắc nhắn tin cho vợ tụi em có hiến.
và nhìn trong cái hoàn cảnh như thế này, thật sự đó là mong rằng tất cả của chú anh chị có những người mà hiểu biết về pháp luật, giỏi về pháp luật, và có những luật sư hiểu luật và biết luật đó tư vấn cái trường hợp của em Cường và em Thư như thế này. Thì cơ bản là mẹ ruột của em Thư đã cũng đã xuất hiện và cũng không mong muốn Cường phải vướng vào lao lý, và cơ bản là bây giờ hai bên thì đều người lớn không ai mong muốn hết, nhưng mà có một người mẹ nuôi thì rất là mong muốn điều đó, nhưng mà người mẹ nuôi thì ngày mai sẽ đối diện và sẽ coi như là với mẹ ruột sẽ không biết trả lời như thế nào đây, tại vì bà mẹ nuôi thì chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện rất là sai. Ông ngoại của con, ông ngoại thì đang rất là cần ngày mai để đối chất với bà mẹ nuôi của ông Thư, bởi vì ông nói là đem sách chính tay ngoại sách Thư ra để cho kiến cắn, mà ông nói ông rất là ức, lúc đó ông đi cạo mũ cao su kiếm tiền để nuôi con, lúc đó 11 đứa con mà ông nói là 2-3 lần gì đó. Muốn đối chất với bà mẹ nuôi, nên là gặp trong những cái chuyện éo le như thế này thì không biết là như thế nào, mà mong rằng là anh chị là liên hệ các kênh YouTube để những người mà có hiểu biết pháp luật tư vấn cho các cháu trong thời gian tới sẽ vượt qua cái giai đoạn rất là khó khăn như thế này của chú anh chị, thật sự luôn. Bởi vì các bạn Cường nói là trong cái sơ thẩm đó là Cường đã coi như là người ta đã tuyên là Cường là 7 năm rồi đúng không? Và gia đình cũng đã cho 15 ngày và gia đình cũng đã có kháng cáo chưa con? Kháng cáo rồi. Mà có biết ngày nào là người ta sẽ phúc thẩm lại cái phiên tòa đó không? Dạ, người ta cũng không có nói nữa. Và cái tờ giấy đó bây giờ con cũng cầm trong người rồi hả Cường? Cái tờ giấy mà kêu án. Kêu án à? Là con đem nạp lên là đã viết tờ kháng cáo mà chưa đưa lại nữa. Chưa đưa lại. Chưa phản hồi nữa. Cái phiên tòa mày bữa diễn ra sơ thẩm đó là hôm đó là bà Lon với gồm có những ai? Bà Lon với chồng bà với cháu này con. Chồng bà là cái bạn với bà bạn đó không? Bạn. Bạn. Bạn với cháu không? Là có phải là cái ông mà chạy chiếc xe mà ấy không? Ông Phúc á. Ông Phúc hả? Bên rồi các mấy anh em còn câu hỏi hay nào? Rồi bên bên Cường có ai không? Ai với ai? Bên con á. Bên con ai với ai đi? Bỏ lên tọ thôi chứ. Chỉ có con với mẹ thôi. Sao có Thư liên quan vô lắm mà Thư không đi à? Tại vì tòa không có cho lên. Không cho lên. Là xử lại dưới là chỉ được có 3 người thôi đó. Rồi, xin ơi, chú cảm ơn con nha. Cường với con chia sẻ. Bây giờ ngày mệt ha. Các bạn mới gửi video của chú chị thì hẹn cô chú chị xem tiếp rồi sau ngày mai sẽ gặp mẹ nuôi của chú Thư. Rồi hẹn cô chú chị xem tiếp rồi sau.